Hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới đang gánh chịu một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Trên toàn cầu, cứ 2 phút có một phụ nữ chết vì ung thư cổ tử cung. Tại Việt Nam, mỗi ngày có 17 phụ nữ được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung và có 9 phụ nữ chết vì căn bệnh này. Tỷ lệ phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung cao hơn số phụ nữ tử vong do HIV. Ung thư cổ tử cung là tổn thương ác tính phát triển tại cổ tử cung. Phụ nữ mắc ung thư cổ tử cung đau đớn về thể xác và khủng hoảng nghiêm trọng về tinh thần. Những số phận bất hạnh đó vẫn đang từng ngày đấu tranh với ung thư cổ tử cung trong tuyệt vọng.